xin chào mọi người đã quay trở lại channel Nhật ký trên xe. Thì hiện nay thì mình đang ở trên xe Thảo Nhung, đang đi từ hướng của cửa khẩu Bình Hiệp để đi về Sài Gòn. Thì hồi nãy mình có quay phim ở trong cái cửa khẩu của Việt Nam thì công an bắt xóa, tại vì nơi đó là nơi làm việc cho nên là không thể nào quay phim được, cho nên cái đoạn clip mà mình quay ở trong cửa khẩu phải bị xóa. Thì đại khái thì mình sẽ kể qua. Thì khi mà mình đi đến cửa khẩu Campuchia thì mình đưa passport cho công an Campuchia, mình đưa 100 ngàn, nhưng mà có nhiều người nói là mình không cần phải đưa và cứ thế mà đi qua thôi, nhưng mà mình vẫn đưa 100 ngàn. Thì khi đến cửa khẩu Việt Nam thì đáng lẽ không đưa gì nữa, nhưng mà tại vì mình về nước mình không đưa gì nữa, nhưng mà tại vì trong đoàn mình là có người Campuchia và mấy đứa con cho nên là mình phải đưa 100 ngàn. Nói chung so với cửa khẩu Mộc Bài thì cửa khẩu ở Bình Hiệp vượt giá chi tiêu nó thấp hơn, với lại công an cam không làm khó mình như là cửa khẩu Mộc Bài. Cho nên nếu các bạn mà muốn về Việt Nam thì mình nên hạn chế đi đường cửa khẩu Mộc Bài, tại vì đường cửa khẩu Mộc Bài bây giờ là một người quá 30 đô, rất là mắc. 30 đô là 700 ngàn tiền Việt, rất mắc. Thì khi mà mình đến cửa khẩu Bình Hiệp thì mình sẽ có số điện thoại của xe Thảo Nhung, mình liên hệ thì xe Thảo Nhung đến tận cái cổng của Việt Nam để đón mình luôn. Giá vé hiện nay mình hỏi là 130 nghìn, mình có thể điện thoại trước và ở xe đón mình. Giờ cái hành của xe là 2 giờ sáng, là 5 giờ sáng, 6 sáng, rồi 7 giờ sáng và 9 giờ sáng và 10 giờ sáng, và có chuyến 2 giờ chiều. Thì các bạn có thể liệu tình hình để mình đi. Thì cửa khẩu Bình Hiệp này đường rất là đẹp nha, rất là sạch sẽ luôn. Nó ngắn hơn Mộc Bài chút xíu thôi, tại vì Mộc Bài đi thẳng thì cửa khẩu Bình Hiệp là mình về phải để mình đến được thị xã Kiến Tường của tỉnh Long An. Đây hoàn cảnh chiếc xe ha, các bạn thấy rất thoải mái nha, xe bự rồi ngồi sạch sẽ thơm thức, nó hàng ghế cũng thoải mái nữa. Đi về bến xe miền Tây chỉ có 130 ngàn thôi. Đó. Đây cái đàn mình trong đây ngủ hết rồi. Đang bên trong đây là ngủ hết rồi. Trời ơi, nè. Bây giờ là 6 giờ sáng đúng. Thì mình đang ở cửa khẩu của Campuchia, là Prey Sor, nhưng cửa khẩu Việt Nam gọi là Bình Hiệp, của thị trấn Long An, của thành phố Long An. Thì ở đây là biên giới. Tối qua thì mình thức nguyên một suốt đêm chạy xe. Bây giờ tụi nó chạy về, mình đưa hai đứa bé này để về thăm Việt Nam, để thăm lại gia đình. Tao tao màu vi, tao tao màu vi, cầm tay màu vi, cầm tay màu vi. Còn vẻ này nó lần đầu, nó lâu rồi nó không đi Việt Nam, thành ra bây giờ hiện nay cửa khẩu Bình Hiệp đã lên được cửa khẩu quốc tế, và hiện nay thì khách vẫn còn thưa thớt, tại vì cái cửa khẩu này nói chung thì nó rất là dễ đi nhưng mà lại không có lộ trình xe buýt, thành ra là cửa khẩu này rất là vắng người. Thí dụ như từ Sài Gòn mình đi Nam Bên mình sẽ đi qua Mộc Bài là dễ hơn là mình sẽ chạy xuống Long An rồi mình vòng qua lại Nam Bên. Thì cửa khẩu này vắng người cho nên nhân viên rất là thân thiện dễ thương. Thì chi phí đi qua một lần như vậy 100 ngàn cho cửa khẩu Cam, người ta tính vào phí nhập cảnh. Thí dụ như là từ Việt Nam mình vào Cam mình sẽ được 100 ngàn, rồi mình đi vào khi bận về mình từ Cam về mình sẽ không chi một đồng nào hết, hoặc mình chi tiền cà phê khoảng chừng 20 ngàn đến 50 ngàn. Thì cái đó, số tiền đó là do mình có thể tự quyết định. Cửa khẩu thì nhân viên rất là thân thiện dễ thương, ai cũng niềm nở chứ không có khách khóa vạch khó chịu giống như cửa khẩu Mộc Bài đâu. Mộc Bài bây giờ thu phí một người như vậy tới 30 đô, là tới 700 ngàn, rất là đắt. Các bạn có thể nghiên cứu về cửa khẩu này. Cửa khẩu quay phim lại nha. Đóng dấu chưa? Đâu, cho ba coi cái bách bo đi. Ok, đóng dấu rồi Vi, cho coi bách bo đi, đóng dấu chưa? Người ta đóng dấu ở đâu? Dở quá ta. Nè ba chỉ nè. Nè Vi. Ok, này là ba chỉ nè Vi. Nè, con nhìn thấy đằng trước mặt của con không? Đó là biên giới Việt Nam, là cái nơi mà tổ quốc của mình, là nơi mình ở. Còn bên đây là biên giới của Campuchia. Campuchia ở thằng ở bên đây. Biết chưa? Việt Nam ở bên đây. Được không? Ok, nhớ nha. Qua đây phải nói tiếng Việt, được chưa? Dạy tụi nó.
Kìa, nói tiếng Việt với gì thử đi. Không, cái này là Campuchia, ở đây là Việt Nam. Nói cho bà nghe cái cây. Vi nói gì với bà? Hỏi bà tên gì đi. Đi bộ, đi bộ. Đây. Chào chị. Đây người Việt hả anh? Không biết à? Đây là người Cam với mình, người Việt. Okay. Đây cái gì? Tuy tập kết. À, cái này là mộ liệt sĩ tập trung lại để đem về Việt Nam. Có sao vậy? Cao chùa. Nè, qua đến Việt Nam mà đó nhớ nói tiếng Việt hay chưa? Ở đây nói tiếng Campuchia không ai hiểu gì đâu. Đến trong cửa khẩu mình đột nhiên bị xóa rồi. Bây giờ thì ra chiếc xe. Đây là xe Thảo Nhung. Ồ, cái này tự động. Ồ, em chào anh, xin lỗi nha. Cán bộ làm lâu quá lâu. Ok. Bây biết rồi. Bắt bò đâu? Bắt bò trong này. Đầy đủ. Cái bắt bò của anh người ta kiểm tra lâu quá. Hai cái. Hai cái nó lộn trước sau hỏi nữa. Bây giờ xong rồi. Nè, bắt bò trong đây đủ 4 cái ha. Ok, đem kiểm tra này. Hello. Dạ, thành phố luôn anh. Thì đây là xe Thảo Nhung các bạn. Xe Thảo Nhung thì có lộ trình từ thị xã Kiến Tường để đi đến thành phố Hồ Chí Minh. Đặc biệt là xe này thì lúc đầu mình đi thì mình không biết gì xe này, mình chỉ lên mạng mình tìm hiểu và mình có điện thoại cho cô đó. Thì cô Nhung, thì cô Nhung không bị mạng yếu cho nên nói được vài ba tiếng. Thì mình có xin là rước mình, thì cô Nhung nói không sao đâu, chị rước em cho. Thì nhà xe rất là tận tình. Thì khi mình đến cửa khẩu Campuchia lúc 6 giờ mình điện thoại cho cô, thì cô đã điện thoại kêu tài xế điện thoại. Xin chào mọi người, đã quay trở lại channel Nhật Ký Trên Xe. Thì hiện nay thì mình đang ở trên xe Thảo Nhung, đang đi từ hướng của cửa khẩu Bình Hiệp để đi về Sài Gòn. Thì hồi nãy mình có quay phim ở trong cái cửa khẩu của Việt Nam thì công an bắt xóa, tại vì nơi đó là nơi làm việc cho nên là không thể nào quay phim được, cho nên cái đoạn clip mà mình quay ở trong cửa khẩu phải bị xóa. Thì đại khái thì mình sẽ kể qua. Thì khi mà mình đi đến cửa khẩu Campuchia thì mình đưa passport cho công an Campuchia, mình đưa 100 ngàn. Nhưng mà có nhiều người nói là mình không cần phải đưa và cứ thế mà đi qua thôi. Nhưng mà mình vẫn đưa 100 ngàn. Thì khi đến cửa khẩu Việt Nam thì đáng lẽ không đưa gì nữa. Nhưng mà tại vì mình về nước mình không đưa gì nữa. Nhưng mà tại vì trong đoàn mình là có người Campuchia và mấy đứa con, cho nên là mình phải đưa 100 ngàn. Nói chung so với cửa khẩu một bài thì cửa khẩu ở Bình Hiệp vượt giá chi tiêu nó thấp hơn. Với lại công an Cam không làm khó mình như là cửa khẩu một bài. Cho nên nếu các bạn mà muốn về Việt Nam thì mình nên hạn chế đi đường cửa khẩu một bài. Tại vì đường cửa khẩu một bài bây giờ là một người quá 30 đô, rất là mắc. 30 đô là 700 ngàn tiền Việt, rất mắc. Thì khi mà mình đến cửa khẩu Bình Hiệp thì mình sẽ có số điện thoại của xe Thảo Nhung. Mình liên hệ thì xe Thảo Nhung tới tận cái cổng của Việt Nam để đón mình luôn. Giá vé hiện nay mình hỏi là 130 nghìn. Mình có thể điện thoại trước và ở xe đón mình. Giờ cái hành của xe là 2 giờ sáng nè, 5 giờ sáng, 6 sáng, rồi 7 giờ sáng và 9 giờ sáng và 10 giờ sáng. Và có chuyến 2 giờ chiều. Thì các bạn có thể liệu tình hình để mình đi. Thì cửa khẩu Bình Hiệp này đường rất là đẹp nha, rất là sạch sẽ luôn. Nó ngắn hơn một bài chút xíu thôi. Tại vì một bài đi thẳng thì cửa khẩu Bình Hiệp là mình về phải để mình đến được thị xã Kiến Tường của tỉnh Long An. Đây, hoàn cảnh chiếc xe ha. Các bạn thấy rất thoải mái nha. Xe bự rồi ngồi sạch sẽ, thơm thức. Nó hàng ghế cũng thoải mái nữa. Đi về bến xe miền Tây chỉ có 130 ngàn thôi. Đó.
đây, cái đàn mình trong đây ngủ hết rồi. Đàn mình trong đây là ngủ hết rồi. Tụi bé nè. Khi đoạn về thì mình không quay phim thì mình có nói chuyện với cô Nhung, là cô Nhung tại vì có đi theo xe thì cô Nhung nói là mấy bạn mà từ Campuchia về có thể liên hệ với trực tiếp cô Nhung, vì mình xin điện thoại mình để trên clip nè, thì cô Nhung sẽ đến cửa khẩu và đón các bạn luôn. Ví dụ như mọi người, một người cũng được, hai người cũng được, mình đến cửa khẩu mình chỉ cần liên hệ cô Nhung thì cô Nhung sẽ đến và rước mình, thì rất là dễ thương. Cô Nhung dễ thương lắm, cô Nhung bảo là một người 120 ngàn, nếu đi đông cô Nhung sẽ giảm giá cho mọi người, thì mình sẽ liên hệ với cô Nhung. Thì số điện thoại mình để ngay đây nè, các bạn có thể tự liên hệ với cô Nhung ha. Thì xe khởi hành lúc 6 giờ sáng, 7 giờ sáng, 8 sáng, 9 sáng và 2 giờ chiều. Giờ trễ nhất có thể điện thoại trước cô Nhung, thì cô Nhung sắp xếp là khoảng 10 giờ sáng thì cô Nhung có thể điện thoại. Các bạn có thể đi xe từ thành Phnom Penh để đi đến Sweden, từ Sweden các bạn có thể bắt xe buýt, xe buýt công nhân á, mình chạy vô đó thì tốn thêm khoảng chừng Muimen là $2.50, mình sẽ đến ngay cửa khẩu luôn. Thì đường đi cũng không có khó đâu, đường rất là đẹp, mà tại vì mình, lúc mình quay phim thì buổi tối mình không thể nào ra. Vé đi qua cửa khẩu Campuchia thì số 100 ngàn và tiền xe 100 ngàn, thì 200 ngàn cho một người, nó cũng không có mắc đâu. Và khi mà đoạn về từ Phnom Penh đi về Sài Gòn mình không chi đồng nào, tức là mình chi 120 ngàn cho cái đoạn từ Kiến Tường đi về Sài Gòn, nó rất là rẻ. Lâu lắm rồi mới trở về Việt Nam, bây giờ chi là thèm đồ ăn lên chứ không thèm gì nữa. Qua đi đúng một năm cơ thể ốm nhom luôn, tại vì không quen được cái món ăn của Campuchia, rất là khó ăn. Ăn mà cố gắng nhồn nhét vô cũng không ăn nổi nữa, chỉ là ăn giống như tạm bợ thôi. Rồi thèm quá thì ăn đồ Việt Nam, nhưng mà đồ Việt Nam ở đây thì người ta bán cũng không phải là ngon như là mình ăn đâu, nó chỉ là một cái gì đó lai tạp, thì mình mua ăn để sống thôi, chứ thật sự cũng ngon. Cho nên về đây là 5 ngày 4 ngày mình đã lên hết toàn bộ kế hoạch để ăn luôn, ăn tan nát luôn. Thôi người ta la bây giờ không có giận đâu, thôi im. Bây giờ về tới Việt Nam rồi, bây giờ con bé thì bây giờ nó thấy đồ ăn Việt Nam nó mê quá. Hồi nãy sao trên xe nói đồ ăn Campuchia ngon hơn đồ ăn Việt Nam mà con? Sao tự nhiên giờ con nói là đồ ăn Việt Nam ngon? Ngon không? Vậy mà trên Campuchia nói đồ ăn Campuchia ngon hơn? Ngon con. Bây giờ thì mình đã về tới Việt Nam rồi, mình về nhà rồi. Sao bây giờ là 10 giờ rưỡi, trời nó hơi nóng một chút xíu. Các bác về nhà thì nó hơi ấm một chút xíu. Ăn được không? Khác Campuchia nấu đúng không? Bún bò ở đây ngon hơn bún bò Campuchia nhiều. Bún bò ở đây cực kỳ ngon nha, ngon hơn bún bò Campuchia nhiều. Bún bò Campuchia không ăn nổi luôn. Nhưng mà ở đây nha, cái tiệm này chưa phải là ngon nha, tại gần nhà thôi, nhưng mà để tiệm ngon thì nó chỗ khác nữa. Thôi để kệ cho nó ăn này, nó dành nó đổ. Thôi dành đổ tùm lum nè. Thì ở đây quán bún bò gần nhà mình, một phần vậy là 30 ngàn, 35 ngàn, nó rất là ngon. Ok, bây giờ cả nhà ăn nha. Trời ơi, không biết làm gì, bây giờ nó thèm hào quá. Bây giờ về nhà cái chợ đã cần giờ liền để mình ăn con hào. Cái gì đó, nó... Không, đi ra đây coi. Cái chỗ này là, cái giới thiệu các bạn, đây là cần giờ. Thì chỗ này tập trung là chủ yếu là người ta nuôi hào. Thì những cái giỏ hào người ta ăn xong người ta sẽ trữ lại và người ta đăng như thế này để người ta đem ra ngoài biển để người ta tạo ra một con hào con. Không biết cái giống hào con thì có thể là phòng thí nghiệm người ta nghiên cứu ra, hay là mình thả rồi tự nhiên con hào nó nuôi vô nó sinh sôi nó thành con hào, thì cái đó không biết. Hay ghê luôn. Ở đây thì cái ghe này tạo ra hào. Đó các bạn thấy không, những cái bãi hào ở trên đó. Anh đi đâu đó? Kêu mẹ luôn làm, kêu mẹ làm đi. Cái này đi bắt cá bắt hào anh. Hả? Mình đi bắt cá bắt hào vậy anh? Hào không hả? Đó, ở đây là cái cảng biển. Đó bên đó người ta nuôi hào đó anh. Thấy không? Đó, cái mấy cái bãi đó là người ta nuôi hào ở trong đó đó. Ủa anh, ngoài đó có gì chơi không anh? Có hào. Hào không hả? Mày ra ngoài là cũng chỉ là nhìn hào thôi. Mình thấy được con hào không? Giờ này không thấy đâu, nước rồng rồng chưa thấy. Là nước rút quá hả? Nước rút lại nó cạn mới thấy được hào. Hào nó có bò được không ta?
cục đá vậy mà. À giống cục đá thôi hả? Ờ. À, ngoài nó nước cạn sâu bao nhiêu mét anh? Em không biết. Không biết hả? À, anh nó cạn, nó cạn xuống rồi, nó cạn ra qua ba ghe nó cạn lên. À nếu mà cạn em là cạn ra ngoài kia luôn kìa. Không, tức này, ồ tức này nhảy xuống nó sâu không ta? Sâu. Sâu hả? À? Thôi đừng có nhảy nha. Dạ. Ủa anh, cái giò hầu thấy người ta làm quá trời để làm gì anh? Bỏ hả? Ương lại hả? Rồi cái con hầu là tự nó vô hả? Đúng rồi. Hay hả? Tự nó đóng bự. Đóng vô vô che nó lớn. Ấy vậy mình đâu có tốn tiền gì đâu. Thì mình tốn tiền vỏ xe bỏ xuống thôi. À vậy, vỏ xe máy á hả? Đúng rồi. Vỏ xe máy là tự nó vô hả ta? Tự ra đó, tự đóng, tự nó bự lên. Hay quá hả? Cảm ơn anh nha. Lần đầu tiên ra đây. Ừ, lạ quá ha. Vô. Ha, đúng không? Cái Campuchia tao biết làm. Ha. Đi đi vô vô coi này, vô vô coi tao làm hào nè. Cát gì ở đây? Ở đây khi mình về Sài Gòn á, mình thèm hào quá, chịu không nổi luôn. Ở Campuchia hào dở lắm, tại hào đá, nước đá hết rồi. Bây giờ mình quyết định mình chạy ra Cần Giờ liền. Bây giờ là 2 giờ chiều, trời hơi chuyển mưa chút xíu, mình ra đây mình coi hào. Nè, con hào nè, trong đây. Gì, có hào không vậy? Có hào không? Dạ, cái này vỏ mà. Ủa, vỏ hả? Dạ. Vỏ mình làm gì chị, mà sao em thấy tập kết nhiều vậy? Không biết, người ta mua mà chủ vậy cho con hỏi hào sao để đây nhiều mà không bán gì? Hào này không chờ vỏ mà bán gì? Ủa vậy đổ hay sao mà gì đang lại vậy? Đâu có cái này làm đỡ tao, ngoài kia người ta nuôi lại. Nuôi lại được hả? Ừ. Là mình mua con hào mình bỏ vô. Không có. Tao về tao cấy chấm nữa. Vô. Tao nuôi lại nó chết rồi. Chết rồi. Ừ, người ta mua vỏ về, người ta bỏ vô sâu về. Rồi người ta bán cho cái chủ khác mua rồi. Chỗ khác người ta về ta để này vô ta nuôi lại, người ta cấy hào con. Vậy là con hào con từ đâu ra, con hỏi thiệt á? Không biết. Không biết. Thì bỏ nó xuống vậy tự nó đánh hào con vô. Tự nó dạy vô. Ủa vậy mình đâu tốn tiền đâu? Người ta mua gì đó. Cái đó em không biết. Không, ý là mình thả xuống tự nó ra. Cũng như người ta bỏ xuống biển như vậy đó, rồi tự hào nó đóng vô. Nó ra bự như vậy nè. Ờ, à, mấy năm mới được bự vậy? Mấy tháng, tùy theo nó đóng mà. Ủa, mấy tháng hả? Ủa vậy đỡ quá ha, mốt chắc ra đi sống cho đỡ tốn tiền. Hay quá ha. Không, quay cảnh gia đình đi chơi. Vậy hả gì? Vậy là mình chỉ tốn tiền mua vỏ thôi là coi như là tự nó sinh sôi. Vậy vài tháng lấy được mấy chục triệu dễ dàng ha. Quá trời hào ha. Ôi quá trời. Tự nó vô ở lạ quá ta. Dạ. À cái này hào sữa phải không? Dạ. Cái này là gì ăn hay là sao gì để lại? Ừ thì mấy con này mình ăn. Vậy hả? Đục ra trong coi nè. dân thành phố không biết gì ở đây á. Tại trước giờ ăn hào mà chưa không suy nghĩ là cái vỏ này bỏ hay để làm gì, nãy giờ suy nghĩ. Ăn bỏ vỏ thì đúng rồi, vỏ phải bỏ chứ. Vỏ này có nhiều người ta ăn mua lại. À. Trời ơi. Thôi đầm con thôi cho biết thôi. Thì bởi vậy đục cho. Một con thôi. Không biết đục không? Không biết hả? Là đục ngọc. Được cho biết thôi. Trời vậy mấy chị đây chắc là ăn hào sung chắc đẻ dữ lắm ha. Ăn hoài luôn á, ngán luôn. Ngán luôn hả? Ăn này sung lắm. Đó. Ở vậy hả? Ở đây hào đá. Thấy không? Đó là hào đó nè. Ừ, đi con hào nè. Nhìn ngon quá. Đó, là con hào mà dai nó vậy đó. À, cái mình ăn cái thịt thì cái vỏ mình để lại. Vỏ cái mình bán, cái mình nuôi. Ừ. Vậy mốt vậy hả? Rồi để đi mua ăn.
mua sực liền. Dạ không, con có gì, con là cô Đọt á. Cô Đọt à, dạ ngay bên đây nè. Dạ chị Đọt. Dạ. Đi về. Dạ, thôi về đi, mình về chị. Đi. Rồi mình đang cái giỏ gì mình bán nhiêu được vậy? Mua có mấy ngàn. Trời ơi, công mình làm nãy giờ được có mấy ngàn á hả? Thôi con đi nha mấy gì. Là cô Đột có hào có đóng. Dạ. Bye bye. Bye bye. Ở đây là cái dự người ta làm hào. Rồi. Rồi bây giờ mình sẽ giới thiệu là cái cô này chuyên gia bán hàu Cần Giờ, một hãng rất là rẻ mà rất là ngon, tuyệt vời luôn, xuất sắc, không còn gì chê. Mình sẽ để điện thoại của cô đó ngay tại cái kênh YouTube của mình dưới cái comment, dưới cái miêu tả video của mình, để các bạn có thể đến Cần Giờ và mua của cô ha, rất là ngon luôn. Anh chồng chú Đọt đúng không? Ê, chồng cô Đọt hả? Kiếm nãy giờ không thấy, kiếm con kia cũng khùng luôn, điện thoại bả. Mua đồ ăn chứ mua cái gì. Không, tại kiếm cô Đọt. Nhớ em không? Em xuống anh mấy lần á, đi với lại con nhỏ em gái á. Nhớ chưa? Mua ngoài đó đó. Mua hào. Anh bán hào mà hỏi em mua gì. Hào này hào 40 hay hào 20 hả? Hào này hào nhỏ hả? Hào này 30 hả? Hào 40, có hào 40. Hào này 40 hả? Em biết à, cô Đọt, cô Đọt đào thấy em hồi lên hào lớn 40, hào nhỏ 20, hào vừa 30. Cái hào này 30 hả? Thu thử em con nhé. Trời hào á. Ủa hào đó mình bỏ hay sao mà khui đó anh? Cái đó hào nhỏ nhí. À hào nhí hả? Làm cho em cái đi, em quay video giới thiệu YouTube bán đắt luôn. Anh này anh sẽ khui hào. Khui sạch sạch á, ăn tại chỗ luôn nha. Ừ, khui sạch ăn hai tại chỗ cái. Thì anh này rất là dễ thương, anh này sẽ cho khách ăn thử luôn. Rẻ nha, cái loại hào bự này 30, bự nữa thì 40. Đó, bây giờ anh khui ra nè. 40 loại bự nữa hay sao? Cái hào đan. Hào đan là hào gì? Nó bự này nè. Hào đá với hào đan khác nhau nữa hả? Hả? Cái hào xe. Cái hào này hào hào đan. Ôi nó bự ghê không? Đó. Ăn con là no rồi. Ăn con no rồi. Ăn sống luôn nha. Ăn là chất lượng đó. À vậy. Trời ơi đẩy luôn cho ta. Đẩy luôn ngon. Trời ơi thôi đúng rồi, đúng sạch rồi. Ăn mẹ. Đúng sạch luôn. Thiếu thiếu em uống thôi. Rồi có nè, có nè, có nè. Rồi. Con này hào đá hào gì? Hào lên chiếc luôn. Vậy hào đá là hào nào? Chưa thấy hào đá. Đó hào đó đó. Là anh mới lột cho em á hả? Cái hào giá xe. Ăn thử à. Không. Để vào. Để vào. Anh không tách ra xem. Tách ăn nó ngon hơn. Tách rồi, tách rồi, tách rồi. Rồi, dứt vô. Bữa cho mình á. Rồi. Ngọt lắm. Rồi chứ Nhật ta ăn sao, Nhật ta ăn như vậy chứ. Đúng không? Rất ngon. Nhật ta ăn như vậy là số 1. Má ăn thử không? Ăn chắc là phải chấm cái gì được chứ. Trời ơi. Ngon. Ngon. Nhật ta ăn thật vậy mới là ngon. Nó sạch sẽ rồi, nó hào tắt da là dứt à. Ngon đúng không? Ngon. Quay phim lại cho tụi nó coi đi. Lấy điện thoại quay lại. Nó trắng là, à tiếc ngay con hào nó trắng á hả? Cái hào nó đen thì nó không có sữa, ăn nó cũng ngon bằng. Con sao con không thích hào sữa nha, con thích loại hào này hơn. Hào sữa ăn béo béo sao á. Dạ nó có béo không? Nó bở. Nên là con hào đá nha. Hào đá thì nó ngon hơn, với lại mình thích hào đá hơn hào sữa. Tại vì hào sữa ăn vô béo béo khó chịu lắm, hào này ngon. Người ta ngâm nước rồi nó vẫn ngọt. Tuyệt vời luôn. Quay lên nước ngoài luôn, cho đi mẹ nước ngoài luôn.
Loại lớn đi, khuyến mãi đi, em đưa lên YouTube của em là ở đây là bán là chắc hết hào á, nguyên cái cần giờ hết hào luôn á. Quay lên nước ngoài cho đi nước ngoài luôn, ở đây quán là hoài cho xin xuống thời gian. Con kiếm cô đợi đó mua 2 năm trước rồi bị dịch á, không dám tới đây nữa. Rồi cái kiếm nãy giờ kiếm bên đó điện thoại hoài không nghe, giờ mới nghe nói chồng cô ở đây. Đó, nó sao mập qua đây rồi. Ủa sao bên đó nó không cho bán nữa hả? Bán nhà nước là cho. Ờ thì kiếm quá giờ kiếm luôn. Lấy chất lượng cho em cái anh trai. Lấy chất lượng nha. À, cái này hả? Cái này em nó cho về nhậu chơi. Anh về cho con đi. Mình nhậu chứ. Vậy mình đi vòng chơi. Anh làm cho em nha. Ở đây thì mình sẽ đi tham quan cái chợ. Dạ. Thì bây giờ mình sẽ đi tham quan khu chợ này xem nó có cái gì. Ở đây thì trong đây là cái chợ hồi xưa nó xây lớn lắm, bây giờ đập rồi. Ủa anh tôm tích nhiêu ký anh? Hết ngon anh ơi. Hết ngon rồi hả? Có loại mới không? Chưa. Ủa nè, nó còn sống nè phải không? À mà không ngon, nhỏ quá ha. Dạ. Nhỏ quá. Mấy giờ ghe vô anh? Đang vô hả? Vậy em đợi ha. Chiều hả? Thôi đi, mình đi dọc. Nó chưa có hàng ngon. Đang đợi hàng ngon. Ủa cá này là cá dứa hả ta? Chú cá này cá dứa không chú? Cá dứa không gì? Cái đầu. Cái này nè. Cái đầu cá dứa hả? Thịt cá dứa đâu ta? Con mê cá dứa lắm mà không thấy. Mẹ, cái này là đầu cá dứa. Cá dứa ngon lắm mà thịt mất, thịt bán rồi. Thịt mất rồi. Đầu cá dứa. Cái này là ghẹ. Ghẹ chắc này ta đánh bắt. Ghẹ mới lên. Ghẹ lưới hay gì? Dầu là ốm hả ta? Dầu không. Dầu không. Dầu không dầu. Dầu không à. Ngày năm nè. Cá không ăn. Dầu không. Ủa dầu là tiếng nghĩa là gì vậy chú? Nước nhợt không em. Nước nhợt là sao ta? À dầu máy à. Dầu nè. Cho con cầm thử con biết à. Dưỡi nè. Còn vậy năm là nhiêu ký? 70. Dình nè. Dầu là biết rồi. Ở đây thì cá tắc kè nè. Cá cóc kìa. Nè, tôm su, tôm tích nè ha. Chú tôm tích này nhiêu ký rồi chú? Bán cho em 350 là 15 đô. Mà nhìn bự ngon ha. Không phải, cái đó cá bông mú. Cá bông bú này mình làm chua Jun á, ăn canh chua Jun ngon lắm. Canh chua Việt Nam. Thấy. À, vậy cái này là cái dưới đúng không vậy? Cái ngát hả? Chị cá dứa sao lâu quá mình con không thấy ta. Cá dứa cá đi nhiên cái này yếm này, cá đi nhiên cá dứa nuôi, cái đó là cá dứa nuôi. Cá dứa nuôi đi nhiên là yếm nó có tiền chúng mình có một hai con và ba con. Tại xưa được bạn cho ăn cá dứa ngon quá, ngon nhiều lắm hồi xưa có khi cả vài trăm ký rồi già quá rồi. Dạ. Nó đâu có một cái con thành ra bây giờ vẫn mê con cá đó, không kiếm không ra. Cá đó thì nó ngon rồi, nó mắc tiền đó. Cá ngát thì ăn không bằng hả? Rẻ
cá này dễ mà, trăm mấy ký là cá kia tới mấy trăm ngàn. Đúng rồi, cá kia như lần cuối mua 400 ngàn á. Đây con cảm ơn chú. Dạ. Đi. Ở đây có bán thuốc lá. Đây thì bán tôm. Đây mình vô trong kia sẽ coi thử cái nữa. Đi trước đi, đi trước đi. Ở đây thì càng lúc thì mình cũng vô nhà của dân chài. Ở đây thì các bạn có thể khi mà mình mua hải sản mình có thể tới đây mình luộc 1 kg là 10 ngàn. Luộc hay xào với người ta có thể 1 kg, 1 kg là 10 ngàn. Ở đây ngày xưa là cái chợ, giờ bây giờ nó xây lại rồi. Nên người ta đã xây cái chợ mới. Ở đây là mực, cá. Ở đây có tôm tích lậu nhỏ không chú? Tôm tích á. Ở ngoài kia hả? Dạ, nói hết hết chưa vô. Vậy hả? Dạ. Dạ. Nè nè tôm bà bự hơn. Dạ dạ. Ở ngoài để em đi thử. Dạ. Dạ, nó chết rồi, nó chết rồi, cầm chơi à. Cầm cho nít chơi. Không, nó bún cho máu. Nhưng mà nó chết rồi. Khi mà con sống, tức nghĩa là người ta không cầm vô cái vảy này. Khi em cầm vảy này, nó bún này sẽ cho máu người ta. Đúng rồi nè. Thì đó, người ta cầm ở cái chân nhà. Hiểu không? Đó, thành ra nó cầm cho máu. Thì ta nãy người ta chọc cười á. Cho Vi cầm đi cho nó biết. Đi chứ đi. Té. Cái con kia đâu rồi, con kia nó đi theo bà nội nó ra xe, nóng quá ra xe. Ở đây thì trời mưa nha, nhưng mà khí hậu nó vẫn oi. Nương, nãy ăn con hào thấy đã không? Ngọt luôn phải không? Thêm mới là ngon con rồi đó. Có oxy luôn hả? Cái này tôm tích hả ta? Cái tôm tích hay là cua? Hiểu nhưng mà tôm tích không? Tôm tích nè. Tôm tích. Cua ghẻ quá trời. Nè tôm tích nè, trời quá trời luôn nè. Nhỏ. Đi rồi chấm đi. Em là biết hả? Em chào chú. Chào. Con câu chơi mà. Đúng rồi. Ở đây là cua lương, canh lương. Nè nún cái ốc gai nè, em không chịu ăn nè, thấy không? Quá trời ốc luôn. Anh có tôm tích không anh? Tích vừa thôi, đừng bự quá không có tiền. Dạ, đi thử. Có con anh nè, đây là ốc gai. Ở Việt Nam ăn nè, ở Việt Nam ăn. Ở Việt Nam người ta ăn nhiều lắm. Không phải, con này không phải, con này nó vô khác rồi. Con này khác. Nè, con này mới ăn được nè. Nè, con này mình mới ăn được. Ít con tâm tích kìa, con tâm tích kìa. Thấy không? Đứng lên con lương. Lương hay cá trình ta? Cắn. Đi, ra ngoài. Này nhỏ ăn được ta? Chị, cái này bán sao chị? Được. Nhỏ quá ha. Cô cái này cô bán sao cô?
nó bỏ đó. Bỏ hả? Em thấy còn ăn được mà. Không có thịt hả? Ủa anh, em thấy vẫn đầy nhóc thịt mà, không phải hả? Anh chắc không có hả? À, không có thịt ở trong ốm á. Sao anh nhìn anh biết được hay hết ta? Sao người ta cầm ta hiểu ta? Ta nói không bán. Cái này không có con tôm. Vậy giờ có tôm tích loại dừa không gì? Không. Không có hả? Hết hả gì? Dạ. Tôm tích dừa ăn có được không có thịt. Không có thịt hả gì? Cái đó dừa thịt. Tại thèm mới tôm tích cho mấy đứa nhỏ. Tại sao gì biết không có thịt gì chỉ con thôi. Không có thịt, không có thịt sống. Không có thịt hả? Mi đi cho cô làm việc con. Con heo bự. Không, cái đó con cua. Con ốc bự. Con ốc bự. Tế thả. Không có thấy được, ốc gà này không ổn, cái video kỳ trước nè, không ai ăn hết. Ở đây người ta ăn quá trời, thấy chưa? Ở Campuchia không ai ăn hết, ở đây người ta ăn quá trời luôn nè. Này ốc đỏ với ốc gai. Ở đi. Nên thấy không? Có đó ăn quá trời luôn kìa. Ừ, con cua nhỏ đi ra ngoài. Bị sạch á. Ừ. Đâu nhìn bên kia cũng dơ y chang. Con cua. Thật cái bên là con cua á. Không, con đã bỏ đi không ăn được, con cua kìa. Con này là con cúm. Đây anh này anh. Ủa anh tôm tích này anh bán lại sao anh? Hả? Tôm tích này anh có bán lại không? Không. Không hả? Bán cho mối hả? Dạ. Cho mối rồi. À mình đi. Bây giờ mình quay lại cái chỗ mà bán hào. Cô em có chưa? Ừ, ngon lành. Nào Nhung trong xe hơi. Hả? Trời ơi, điện thoại gì rất khó. Khó đâu. Khó cực kỳ luôn. Điện thoại lúc nào cũng bắt máy hết mà khó gì. Mới hôm nay chứ hôm qua bắt máy thôi. Có bữa qua. Hôm qua con điện đó. Cũng có điện mất trước kia nữa hả? Trời ơi, điện quá trời đen không. Cái này là cô Đợp. Cô Đợp là bán hào. Gì? Con hào bự được 40 nữa không có hả? Anh nói còn 30 à, 40 hết rồi. Đây là cô Đợp bán hào ở Cần Giờ. Chưa vô hả? Thì mọi người có đến đây thì ăn ủng hộ cô chú. Anh trừ lại nãy ba con em khui nha. Rồi ok. Cái này là 5kg. Thì 1kg là 30, 5kg là 150. Mình vừa mua cái này. Con ăn. Ăn với hiếu lẹ lắm. Ba con rồi. Hai con hả? Gì? Bụi. Bụi hả? À cát ăn không được. Thôi cát. Rồi thôi không sao. Không ăn lát hồi ra ngoài ăn. Rồi em gửi tiền. Em cầm giùm anh nghe. Bây giờ lấy luôn giờ chị. Khoảng tiếng nữa quay lại lấy. Để em đi mua thùng mút nè. Ở đây có thùng mút không? Có. Vậy giờ chuẩn bị em đi lát em qua em gửi. Rồi em 150 không? Em đưa trước 200 lát rồi em đưa nữa. Giờ đi chơi. Đi em. Rồi. Cái này là người cho luôn cái vỏ. Người ta cho luôn cái vỏ. Ăn thử đi. Trời ơi, ra ngoài ăn, ra ngoài ăn. Người ta cho mình luôn cái vỏ. Cho kia. Không, ở đây nóng. Ở đây nóng, ra ngoài ăn.
đi mình, mình có bình ga không? Có hết rồi, em mở giùm con cái cốp xe á. Cái chừng nó đáy á, nước đáy nó đó, hai đứa đáy một lượng quá trời nước. Đây, yeah, ok đây. Đúng rồi. Rồi, đi đi ra ngoài mình nè. Rồi, hai đứa vô xe. Mình sẽ dừng xe ở đây. Đây là cái bên resort Phương Nam, thì vô đây mình không tốn tiền thì mình ngồi chơi ở đây. Đây cái chỗ này là nhà dân để ta nuôi yêu, nhưng mà mình thấy cái chỗ này cái chòi không ai ở á. Mình vô mình ngồi đây đỡ. Đây mình quay một vòng cho các bạn coi ha. Rồi đi bắt cua đi, bắt heo đi. Tụi nít thì nó mê lắm. Đó thì bây giờ xe mình thì hồi nãy mình lấy bếp ga, mình cũng lấy luôn cái lò nướng này. Bây giờ thì ra đây mình ai chiến thôi. Thì ở ngoài đây là đường xi măng của resort Phương Nam. Mình vô nhà chòi, ở đây người ta đang canh nghiêu, tối người ta mới đến, sáng không ai hết. Mình vô đây mấy lần, tao đâu mình cũng biết người ta ở đây, người ta cũng hiền. Bếp ga, xăm, nướng, hào, chỗ đó. Chỗ này con chơi, chỗ đó chút xíu tắm biển. Chỗ này mình ăn, sau đó ngủ. Thì tour này toàn là nữ không à. Có mình đực rửa thôi. Thật ra cũng không có nhậu được cái gì. Ok. Ở đây thì chị này nướng hào. Nướng không được thì luộc. Cái này nướng được không ta? I'm not sure. Thịt cũng nướng trên đây à? Thử đi ha. Thử mà biết. Thêm nước hả? Chế nước vô? Không, thịt thêm nước. Cái này có nước mà. Không, ý là sợ cái nồi nó nứt. Thì chế nướng nước vô. Ít thôi, đừng nhiều quá. Hay là lấy cái dĩ để ngang qua không? Trình thủ bây giờ hôm qua đem cái vị nướng, tại lúc đầu mình nghĩ là đặt lên cái nồi này mình sẽ nướng được, nhưng mà không ngờ nướng không được, khó quá, tại vỏ này dày quá cho nên phải nướng trực tiếp về cái lửa. Nhưng mà mình quên đặt cái vị ngang, thành ra mình nướng này hơi thủ công chút xíu. Ok cũng được rồi, đợi chút xíu nó chín, không biết mình bóc vỏ ra. Để, canh rồi mày ăn xong hay ăn trình? Trời ơi, đây mày canh cái đó mày nướng này, con ăn canh cái này. Trời ơi, đã ghê không? Từ từ quý vị phải coi. Cái này lá tí tô đúng không? Rồi, một vị ăn trên, không ăn sống. Từ từ quay phim nghe. Cái này là lá tí tô nè, thấy không? Rồi, sao nó quấn lại wasabi chưa? Có. Có wasabi luôn hả? Thật là bọn vị. Rồi quấn vô ăn đi, lụm cái coi. Ngon quá, ngon. Ngon quá. Trời ơi, dụm gì. Rồi bỏ vô miệng đi, thèm quá, bỏ vô miệng coi. Cảm giác sao? Cay. Nhưng không sao đâu em, cái đầu cay cái sau nó sướng. Cái đầu đã cay cái sau nó sướng không sao đâu. Ngon không? Ừ. Ngon hơn Campuchia không? Dạ. Mình ăn là ướp lạnh rồi, dễ ẹt à. Ừ. Đúng, mình ăn buffet ướp lạnh này. Đó. Ăn cái này sung lắm nha Nôn. Còn tiếp á. Dùm bữa làm á. Rồi, wasabi đây nè. Vừa thôi. Mỏng thôi, ngày mai còn đi làm nữa, mỏng thôi. Mỏng thôi vợ ơi, ngày mai đi làm nữa, tối nay phải ngủ ngon. Ok rồi. Trời, từ ai ok. Ngon lắm. Cực kỳ ngon. Rồi con hào này nướng nè, mẹ nướng chín rồi. Bây giờ mình tách cái vỏ ra. Đó, em vịn đó. À. Đó. Đây cầm luôn. Em làm luôn. Ừ, em làm luôn. Ừ. Tại mình một tay mình cầm máy phim, một tay mình quay. Có dựng đụng vô vỏ nóng á. Rồi ok.
Rồi bây giờ em chế coca vô cho nó trôi cái đó đi. Chế coca hả? Ừ, chế gì nó cho nó trôi cái nước vô đó. Ừ đó, nóng không? Thôi chừng phỏng tay, rồi ok. Rồi cái em chắc mở hành vô làm nướng lại. Ừ. Đó, rồi em chắc nó mở hành vô. Cái hào này người ta gọi là hào giá xe. Nó không ngon bằng con sò đá, tại vì sò đá chưa tới, nhưng mà nó cũng là gọi là ngon. Sò đá thì ngon hơn nữa. Sò giá xe thì điển hình là thịt nó màu vàng, nhưng mà sò đá thì thịt nó màu trắng nuốt luôn, thì người ta bảo mình như vậy. Đó. Rồi. Đó, em cầm qua nồi Nhung cho nóng không? Cầm qua nồi Nhung. Minh ơi, để cho bà nội cho miếng nữa nè Minh à. Nãy giờ ăn hết 5kg rồi, mới chạy ra mua thêm 5kg thịt với lại 3 lạng gam. Ba là gam cái thịt hào để nướng lên cho em bé nó ăn. Theo cá nhân mình thấy á, thì cái hào nướng nó không có ngon thịt bằng cái hào sống. Cái hào sống á, thì nó ngọt, cái nước nó thơm hơn. Còn cái hào chín á, thì kiểu như là ăn cái thịt nó cũng ngon á, nhưng mà mình không thích nướng, tại vì nướng cái mà hành á, thì nó ra cái mùi khác. Nhưng mà nướng mà nếu khô á, thì nó sẽ ngọt. Nhưng mà cá nhân mình thấy hào ngon thì vẫn chưa là hào sống. Hào sống vẫn thích hơn. À, cái này nó rớt ra rồi ha. Hào sống vẫn thích hơn, cực kỳ thích luôn. Nó mềm mà nó ngọt, mà ngọt ngay cái thịt đó nó đã lắm. Mà mình nặng chanh vô hả, trời ơi, nó mát rượi mà nó thơm lừng luôn. Chanh thì mình mua đó, chanh không hạt. Không có hạt bên trong luôn. Đó, bây giờ chanh chưa dắt vô. Ha. Rồi. Nước tương nè, wasabi nè. Đó, mình đánh lên. Chế nó. Rồi chút xíu cho nó ngấm. Lá này là lá tí tô. Mình cứ bỏ lá tí tô vô thôi. Tuyệt vời luôn. Để lại đứa con. Vợ mình nó nướng. Nó nè. Tổng cộng nha. Ở đây 10kg hào 30 ngàn 1kg là 300 ngàn. Thêm 3 lạng thịt hào 80 ngàn nữa là 380 ngàn. Đủ luôn. Ăn no luôn á. Không còn chê được nữa. Bây giờ phải để dành cái này, chắc ở đây nếu mà tính ra chắc cũng khoảng 2kg 3kg, ở trong đây khoảng 2kg 3kg. Giờ lấy thịt cái lúc phá bỏ cái vỏ nha. Ừ, về nấu cháo ăn cũng được ha. Nó tách ra rồi, nó tách ra rồi, gạt nó ra. Em lấy tay cũng được. Ừ, cái này là cái con tôm tích hồi nãy người ta cho mấy đứa nhỏ chơi. Rồi cho đứa chơi đi. Tuyệt vời luôn. Rồi, bây giờ mình đi về.